Lan Hoàng Trọng Thuỷ chào, thùy chào lại với quý vị. Với cà phê sáng nhân ngày lễ tạ ơn và qua cuộc phỏng vấn vừa rồi với chị Liên Phù thì mới thấy được à, thuật ngữ tiếng Anh họ nói cherish a moment đó, có nghĩa là chúng ta có được giây phút bên nhau, chúng ta có được giây phút bên gia đình, người thân thì hãy nhận lấy và xem đó là một cái hồng ân mà chúng ta có được trong tay. Bởi vì thực sự mình không biết lúc nào xảy ra cái chuyện gì. Là yeah. Bởi vì, như quý vị thấy đó hôm nay gặp ngày khuya ngày mai không còn gặp nhau nữa lễ tạ ơn cũng nằm trong cái tinh thần đó để chúng ta cảm thấy à, tạ ơn những gì chúng ta đang có được và vì vậy, à, có được à, ngày hôm nay à, chúng ta có gia đình bên nhau như ngọc lan hồi nãy cũng đề cập đó có người à, độc thân có người một mình thì chúng ta vẫn có thể đi tự tìm lấy một cái niềm vui cho nhau à, tìm chẳng hạn như là gia đình ít người quá thì mình gộp lại nhiều gia đình bạn bè với nhau chúng tôi cũng thấy thế nữa có và vó đó là lý do tại sao người mỹ họ không thích ở một mình vào cái nghề lễ tạ ơn có những người ngày hôm qua họ đã lái xe đi 50 dặm hơn à, từ à, à, quận cam để đến bakersfield gặp lại gia đình và cũng gia đình họ hàng xa thôi nhưng mà anh nói rằng ít nhất đó, tôi lái xe đến đó tôi có được những người thân chung quanh thay vì tôi phải ăn lễ tạ ơn một mình ở nhà nhà ừ. yeah, nó có nhiều người ta nói là đời sống là vô thường là như vậy à, qua cái câu chuyện của chị Liên Phù chia sẻ không sẽ không ai ngờ được rằng là mới sáng gặp nhau đó đi làm chiều cái chuyện nó xảy ra ừ. như vậy à, cho nên Ngọc Lan đồng ý với anh Thụy đó là chúng ta trân trọng mỗi cái giây phút ừ. mà mình À, đang sống cũng như là những cái người ở bên cạnh mình. À, quay trở lại với lại cái tin tức ngày hôm nay, thì ngày hôm nay như đã nói là có rất là nhiều những cái đồ nó được uh, sale hại giá và đây cũng là cái dịp nhiều phụ huynh sẽ bắt đầu mua sắm đồ chơi cho con cái trong cho cho, cho yeah. cái dịp uh, lễ um, Christmas Merci. sắp tới. Yeah. À, nhưng mà quý vị lưu ý là sẽ có những cái món đồ chơi đó nó uh, không phải là vô hại. Nếu như bình thường thì nó là xong không có chuyện gì. Nhưng mà khi mà cái món đồ chơi này được mang vào trường học thì nó lại trở thành được xem như vũ khí và dẫn đến chuyện là một à, cậu học trò đã bị đuổi học bởi vì mang cái cây súng nước mà quý vị nhìn thấy trong hình đó. Đây là cái dạng cây súng nước đó, nó vừa bắn nước mà nó vừa bắn ra những cái viên đạn à, viên giống như là bằng bằng treo đó bằng nhựa. À, bây giờ thì mẹ của cái cậu bé này ở Las Vegas là đang kiện cái học khu ở Las Vegas vì nói rằng là tại sao lại đuổi học con ừ. bà khi mà nó chơi cái đồ chơi này làm sao nói rằng nó đó là một cái vũ khí được thì bây giờ đang có một cái từ hồi cuối tháng 10 đã đã có một cái phiên điều trần tranh luận giữa bên gia đình cùng với bên luật sư của học khu họ nói rằng là nó sẽ là vô hại khi mà cái đứa học trò đó nó cầm cái súng này vô trường nó để đó nó không làm gì hết thì nó được không được xem là vũ khí nhưng khi mà nó cầm lên và nó chĩa vào những đứa bạn nó và thầy cô để nó bắn thì lúc đó nó được xem là vũ khí bởi vì nó có thể nó làm cho người khác bị đau à, về chính vì cái lý do đó cho nên nhà trường đã đuổi học cái đứa học sinh này à, yêu cầu nó là giống như là phụ huynh đem nó qua một cái trường khác mà dành cho những cái học sinh cá biệt đó thì phụ huynh người ta không đồng ý thì bây giờ sẽ chờ xem cái cái vụ này như thế nào nhưng mà ở đây chỉ nhắc là có những đồ chơi nó sẽ ừ. được xem là vũ khí khi mà những đứa trẻ sử dụng nó yeah. um, Ngọc Lan cũng đã đề cập đến giá gà tây giá gà tây năm nay rẻ hơn bởi vì mình không bị uh, cúng mà ra cầm và nhờ giá gà tây rẻ cho nên hôm nay ở tại Hoa Kỳ đây có một sở gọi là sở nông gia nó khác với Bộ Nông nghiệp. Nó thuộc trực thuộc Bộ Nông nghiệp, nhưng mà Sở Nông gia đó là theo dõi khảo sát giá cả người tiêu thụ, nhất là những nguyên liệu liên quan tới nhà nông Mỹ. Trong đó chúng ta thấy khoai tây, gà tây vân vân. Thì họ nói rằng một bữa ăn dành cho 10 người năm nay nhờ giá gà tây và các nguyên liệu trong đó kể cả khoai tây khác nữa và, đây là chỉ là giá để chúng ta mua nguyên liệu thôi chứ không phải là chúng ta cộng thêm một cái tiền khí đốt hoặc là dầu ăn gì hết cả chỉ có 61 đồng 17 sen thôi cho 10 người ừ. cái giá đó tôi nghe tôi hết hồn luôn nói thành, riêng với một chai rượu mình mua <laughs> đã đã không có giá đó rồi nhưng mà đây là cái cuộc khảo sát cho những ai mà đi mua nguyên liệu thì tùy theo mỗi gia đình tùy theo mỗi tiểu bang có tiểu bang thì rất là rẻ và họ nói trong cái cuộc nghiên cứu này đó giá gà tây năm nay đó chỉ có 27 đồng 35 sen một con 16 pound gần 8 kg mà chỉ có 27 đồng 35 sen thì không biết được ở đây mình có mua tôi không mua gà tây năm nay mình không biết giá nó như thế nào 5,6% thấp hơn so với năm ngoái một pound đó tính ra một pound thì họ nói cộng lại một con gà tây 16 pound cho 10 người ăn 27 đồng 35 sen cộng thêm với khoai tây cộng thêm với những cái chất liệu để mà mua để nấu một cái món ăn rồi rau, quả vân vân rồi beans, string bean rất món ăn thức ăn truyền thống đó rồi kể cả một cái pie để mà bánh ngọt hoặc là đồ ăn nữa cái cái quả bí bí đỏ hay bí cái nào bí rợ. bí, rợ. bí rợ. <laughs> Ý, ý, ý cho nên không nấu ăn không biết à, Cộng lại 61 đồng 17 sen Quá tuyệt vời ha Nhưng mà cái khổ đó chúng tôi biết rằng gia đình người Việt Nam Họ chi tiêu khủng khiếp Tại sao Không ai muốn ăn cái đồ ăn mà đã ăn bình thường hết Cho nên nó Tôi, chúng tôi chắc lấy thí dụ điển hình gia đình mình nghĩ tới những cái món là cho nó lạ so với năm ngoái phải không? Cho nên, mà món lạ cho so với năm ngoái để chúng ta phải chi tiêu nhiều hơn nhiều so với con số chỉ có chòm chèm 70 đồng. À chứ, phải chia tay với quý vị rồi cho nên uh, happy thanksgiving Ngọc Lan hẹn gặp lại uh, ngày mai. Uh, happy thanksgiving anh Thủy cũng như là tất cả quý khán giả uh, kính chúc quý vị có một bữa uh, một ngày Thanksgiving thật là đầm ấm bên gia đình và người thân.